để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 5 năm 2020. Hành trình vượt khó của xã Tư thuộc huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam luôn có sự đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng. Với dân số hơn 80% là đồng bào dân tộc Cơ Tu, trình độ dân trí thấp, đời sống người dân nơi đây rất khó khăn. Tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã Tư chủ yếu dựa vào nội lực tự thân là chính. Sát cánh cùng địa phương, ngay từ ngày đầu, lực lượng vũ trang Đà Nẵng phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, điện, đường, môi trường và đặc biệt là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong thời gian qua thì được sự quan tâm hỗ trợ của đơn vị ý nghĩa, đặc biệt là trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ giúp đỡ cho cán bộ nhân dân Sở Tư rất là nhiều cái cách làm thiết thực để góp phần giúp cho Sở Tư đã về đích xã nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Trong đó có những nội dung như là hỗ trợ về cái điện chiếu sáng nông thôn, rồi hỗ trợ con vật nuôi, rồi hỗ trợ bà con làm các công trình ba sạch, vân vân. Và đơn vị cũng đã thường xuyên động viên, thăm hỏi cũng như là đã có nhiều cái góp ý định hướng để giúp xã Tư trong quá trình mà xây dựng nông thôn mới, để nhờ đó xã Tư chúng tôi có được cái kết quả hôm nay. Gắn bó với người dân xã Tư như anh em ruột thịt, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng thường xuyên hành quân về địa phương, trực tiếp đến từng nhà hướng dẫn người dân học nghề, phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, tìm kiếm con vật nuôi phù hợp, tăng thu nhập để giảm nghèo bền vững. Mỗi năm lực lượng tự vệ Đà Nẵng tặng từ 3 cho đến 5 con bò giống cho các hộ nghèo làm phương tiện sinh kế. Chính sự giúp đỡ tận tình thiết thực đó đã góp phần đưa xã Tư nhanh chóng về đích nông thôn mới. Đi thông báo hồi sáng đã đi nhận quà, đi chung đây thấy bò là rất vui mừng, thấy và đội quan tâm, rất vui mừng thấy có con bò, tại vì nhà khó khăn quá. Nhiều năm qua, những con đường liên thôn của xã vẫn chưa có điện chiếu sáng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại sinh hoạt ban đêm của bà con. Lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã trích từ quỹ đóng góp của cán bộ chiến sĩ, ủng hộ 3 đường điện thắp sáng cho các thôn dài 5,3 km, trị giá 180 triệu đồng. Xây dựng nhà văn hóa thôn, hỗ trợ 60 công trình vệ sinh cho hộ nghèo 120 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa xã hội và nếp sống văn minh cho bà con vùng cao. Được bên thành phố hỗ trợ đường điện thắp sáng đường quê thì đây là nhân dân ở thôn rất mừng. Thì thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, thứ hai nữa là thuận tiện cho bà con đi lại về đêm. Nói chung là đảm bảo an ninh về trật tự nông thôn. Và cũng thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tư, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ đó của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Và cũng mong rằng trong thời gian đấy, giữa hai đơn vị kết nghĩa sẽ tiếp tục gắn bó, đoàn kết, tiếp tục là nhờ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là hỗ trợ thêm để chúng tôi tiếp tục là hoàn thiện, nâng cao cái chất lượng nông mới để xây dựng xã nông thôn nâng cao cũng như tiến đến xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu trong thời gian đấy. Sau 7 năm vượt khó, đến nay xã Tư đã đảm bảo các tiêu chí điện đường, trường trạm, chất lượng giáo dục y tế, dân số gia đình không ngừng được nâng cao. Môi trường nước sạch được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần khởi sắc rõ nét. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững. Thành quả đáng tự hào đó của xã Tư hôm nay luôn có sự đồng hành của lực lượng vũ trang Đà Nẵng.